Vâng, trận đi đầu thứ hai, Garrick là quân của game thủ Hồng Anh. Em hơi đen. Vâng, chưa có một cái quân tuyển nào cả. Hay là vâng, chưa có một cái quân Xeng AC Phone Asian gì cả. Toàn vâng, con đẹp nhất là Minoan nếu tôi nhớ không nhầm. Bãi quả đầu hơi xấu. Nhưng thôi, cố kết cấu một tơi thôi. Vâng, 11 trên 12. Em không có đồ lùa về. Bãi quả đầu là hơi xấu. Chính vì thế mà nếu như ăn về lâu về dài thì em sẽ bị chậm dân. Vâng, bãi quả phụ đã nhìn thấy rồi. Vâng, bãi quả phụ đã nhìn thấy. Bãi vàng cũng đã nhìn thấy. Nhưng đây là một trận đấu mà em cầm Garrick. Vâng, với một bài cầm Garrick như này mà lên đời không sớm thì rất khó có thể chiến thắng được đối phương. Trừ phi đối phương cầm mát thì chúng ta có những bài đánh y điên đảo. Nhưng ngoài mát ra thì những quân khác không có cửa. Một bầy hươu 4 con. Cuối cùng thì em cũng đã đưa được về với nhà chính của mình. Một con hươu ở phía trên kia vâng rất xa. Thì nó vâng nó cũng sẽ xuống rồi. Đây là một con dốc 4 tầng. Việc lùa hươu sẽ dễ dàng hơn. 21 trên 24. Cũng không phải là quá chậm dân. Bây giờ thì cắt nông dân lên để ăn bãi quả phụ phía trên này. Còn thì bầy hươu phía xa kia thì em sẽ xử lý như thế nào đây? Một bãi quả phụ gồm có 5 con. À rồi, một bãi quả phụ gồm có 5 cây. 24. Em đã đóng me. Cắt nông dân lên để ăn bãi quả phụ này. Sẽ là một trận đấu ép đời không sự phũ của Greg. Khi không có đồ lùa về. Vâng, me đóng đây. Lại là một trận đấu chắc nhà rồi. Vâng, một trận đấu chắc nhà của Greg. Kích đời 8 phút 44 giây với 24 nông dân. Mang nông dân lên đây, sơi luôn bầy hươu này. Chuẩn bài. Đây có một con voi nữa. Vâng, lờ ngớ trong bóng đen. Lại có thêm một con voi. Đồ ăn như vậy là quá thừa. Và chúng ta cùng chờ xem liệu Hồng Anh có thể giành được chiến thắng trước Mỹ Tịch không.
Vâng, 24 trên 28. BL và BM đang được thiết kế gấp rút. Gỗ, vâng, thực là chưa đủ. Lại một trận đấu lên đời không phải là sớm của Hồng Anh. Thậm chí có thể nói khá muộn. Do quả đầu là xấu và không đổ lùa về. 11 phút 30 giây. 24 dân. 6 nông dân ăn vàng. Cắt nông dân, vâng, không phải là câu con voi này về mà đó là một tình huống nóng e. Cắt nông dân về, xả thịt con heo, vâng, con voi này. Để lấy lực trước đã, làm gì thì làm. Tuy nhiên điểm số của Hồng Anh vẫn đang cao hơn so với đối phương. Chơi một cái e. Bây giờ sẽ là chiếc, vâng, không phải là một tình huống, vâng, không đóng ruộng. Em định làm gì? Rex thì có rất ít bài để giành chiến thắng thôi. Ngoại trừ, vâng, chỉ có một đúng cái bài lên sớm rồi công chết đối phương, ngoài ra thì chẳng có vẹo gì cả. Đánh về lâu về dài chắc chắn là thua. Kể cả là đánh D4 thì tôi nghĩ rằng Rex ở kèo solo là không không cao. Chỉ có mỗi song pháo thần, cả y đẹp. Có rất nhiều cách để chống trả. Vâng, song pháo thần thì sẽ có pháo to. Còn nếu như có y đẹp thì chúng ta có thể đánh voi. Hoặc thậm chí có thể chơi châu phủ. Hoặc là chơi cái bài nếu như nó vâng hơi thô thiển thì một chút là ăn hết vàng trên bản đồ đi để Garrick không có vàng để sóc quân. Rất nhiều bài này có thể chống lại Garrick kể cả ở đời 3 đến đời 4 trong kèo solo. Vâng, Mỹ Tịch đóng A. Vâng, nhà như này là Maxe Katha. Maxe Katha Pan. Roman, đấy. Như vậy là dường như là Pan. Pan này có QR, nhưng cái quan trọng là anh ấy đánh QR, vâng, lại một bài xị của các game thủ phía Trung Quốc. Pan đánh QR. Chúng ta cùng chờ xem liệu đây phải Pan không? Chắc là Pan thôi. Tôi nhớ không nhầm thì cái nhà này là nhà của Pan. Tân quân đầu tiên của anh ý gồm có 3 con. Ồ không, là 4 con. Như vậy ở khu vực này cũng có một cái A nữa. 2L đang được Hồng Anh vắt khá đều. Một kèo cũng chém. Nhưng dường như Hồng Anh là người đang có bất lợi hơn thì phải. Đang có những tình huống móc máy của game thủ Messi tức Mỹ Tịch vào nhà. Vậy E để bắt dân. Khá hay. Ăn được một nông dân của game thủ Mỹ Tịch. Mỹ Tịch vẫn đang sóc nhưng tân quân khá đều. Vâng, tiếp tục bóc máy ăn được những thằng nông dân của Pan rồi. Vâng, Pan dân Pan cứ ăn dân được của Pan là sướng đã. Làm gì thì làm. Sóc đều 2L ra. Vâng, ăn được toàn bộ bãi gỗ của Pamidan. Pamidan đánh cũng R. Vâng, truyền nhân của Sen Long đây rồi. Bây giờ thì đi mò mẫm như hứa khác để móc máy thôi. Đây là những con cung R của Pamidan. Số lượng không phải là quá đông. Vâng, điều ngựa chém một chút là có thể ăn được thôi. Tuy nhiên trong những tình huống vừa qua thì Mỹ Tịch đang điều R khá hay so với Hồng Anh. Vâng, em cầm chém, chính vì thế mà những con chém liên tục bị rỉa máu bởi những con cung R. Mất chém là khá nhiều. Messi tương Mỹ Tịch đang điểm số cao hơn. Có vẻ như khó khăn đang thuộc về Hồng Anh. Thì em có sự lựa chọn em ít hơn, chém ít hơn và em không hề đóng ruộng nhà, không hề chắc lực, bãi vàng đã bị công vào. Như vậy trong thì những thời gian sắp tới em sẽ không có vàng để sóc chém. Tham lai còn là 26 đến 72. Vâng, liên tiếp bị công vào những bãi ăn hoang. Có lẽ là quýt ra thôi. Tỷ số rất là một đều chăng. Một trận đấu Parmidan đánh, vâng, đánh cung R
để khắc chế cái việc đánh y của Greg, cũng như là việc thủ phù. Khi mà trận đấu trước, Hồng Anh đã chơi bài hơn chục con phù chủ nhà, khiến cho Mỹ Tịch kinh hãi. Và trận đấu này thì Mỹ Tịch đã chuyển sang bài đánh cung R để chống lại, khá là khôn. Vâng, nhưng trong tình huống vừa rồi Mỹ Tịch anh không điều quân tham lai, nhưng mà tham lai của Hồng Anh chỉ còn là 17 trên 68 thôi. Vâng, nâng cấp đào vàng hết dân rồi, à thôi hết quân rồi, có lẽ là quýt thôi. Tỷ số sẽ là 1-1 dành cho Mỹ Tịch.